100 lời khuyên của vị thầy thuốc trung y 112 tuổi. Món quà để lại lúc lâm chung của một vị thầy thuốc trung y cao tuổi. Thật quá tuyệt vời. Tổng cộng có 100 điều. Mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe. 1. Hãy nhớ kỹ, ngủ là yếu tố quan trọng nhất của dưỡng sinh. Thời gian ngủ nên từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Vì thời gian này là mùa đông trong ngày. Mùa đông chủ yếu là ẩn náu. Mùa đông mà không ẩn náu thì mùa xuân hà sẽ không thể sinh trưởng. Sang ngày hôm sau sẽ không có tinh thần. 2. Hít thảy các vị thuốc dùng để trị bệnh cho dù là trung y hay tây y đều chỉ là trị phần ngọn, không trị tận gốc. Tại vì hết thảy bệnh tật đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sai lầm mà sản sinh ra hậu quả sai lầm. Nguyên nhân sai lầm mà không trừ dứt thì hậu quả sẽ không thể bỏ tận gốc. Nguồn gốc căn bản của sức khỏe là tại tâm. Hết thảy phát từ tâm sinh ra. Tâm tình thân sẽ tình. Vì thế khi bệnh rồi, không được hưởng ngoại cầu, phải dựa vào hệ thống phục hồi của bản thân để chữa trị bệnh của chính mình. Kỳ thực, con người và động vật là giống nhau. Bệnh của động vật đều là tự dựa vào bản thân mà tự hồi phục. Và con người cũng có khả năng đó. 3. Quan niệm đúng đắn có tác dụng giúp người bệnh tiêu trừ bệnh tật tốt hơn nhiều so với sử dụng biệt dược đắt đỏ và phẫu thuật. Có được quan niệm đúng đắn, bạn sẽ có quyết định đúng đắn, bạn sẽ có hành vi đúng đắn và bạn sẽ có thể phòng ngừa rất nhiều bệnh tật phát sinh. 4. Con người vốn hồi tụ hệ thảy trí huệ tuyệt đối không phải là học từ trong sách vở, mà là từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh của bản thân, từ trong thiền định mà sinh ra. 5. Trong giới sinh vật, con người là linh thể có cấu tạo hoàn mỹ nhất. Khi con người được sinh ra là đã có một cơ thể khỏe mạnh. Sự điều chỉnh trạng thái khỏe mạnh của con người là dựa vào chính hệ thống điều tiết phục hồi của bản thân để hoàn thành, chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài. Các nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ. 6. Đại đa số hiện tượng bệnh tật của con người là hiện tượng biểu hiện khi cơ thể đang điều tiết thanh lọc. Những thứ không tốt trong thân thể là trạng thái biểu hiện ra khi cơ thể tự động điều tiết trở lại trạng thái cân bằng. Vì thế chúng ta nên coi đó là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ không nên coi đó là căn bệnh để tiêu diệt. Vì vậy khi con người bị bệnh, nhất định không nên có tâm thái oán trách và giận dữ. Tâm lý phải ổn định, tâm định thì khí sẽ thuận. Khí thuần thì máu sẽ thông, khí thuần huyết thông thì trăm bệnh đều tiêu tản. 7. Sức khỏe của con người không thể xa rời hai nhân tố. 1. Khí huyết đầy đủ. 2. Kinh mạch thông suốt, bao gồm huyết quản và đường thông bài tiết những thứ căn bã. 8. Khí huyết đầy đủ dựa vào sự đầy đủ về thức ăn, dịch mật, bắt buộc trong khoảng thời gian sau khi trời tối đến 1:40 sáng có thể ngủ ngon giấc. Thời gian này đại não hoàn toàn không làm việc, đều do thần kinh thực vật làm chủ đạo, có thói quen sinh hoạt lành mạnh. 9. Kinh mạch thông suốt cần tâm thanh tịnh. Hết thảy thất tình lục dục đều có thể phá hoại tâm thanh tịnh, từ đó phá hoại sự lưu thông bình thường của kinh mạch. 10. Duy trì một cơ thể khỏe mạnh không chỉ cần tăng thu, gia tăng khí huyết, mà còn cần tiết chi, giảm thiểu sự hao tổn khí huyết. 11. Ăn uống quá độ không những không thể gia tăng khí huyết, mà còn trở thành những thứ căn bã mang gánh nặng cho cơ thể. Hơn nữa, còn bị tiêu hao khí huyết để thanh lọc chúng đi. Lục phủ ngũ tạng là một xưởng gia công khí huyết. Thức ăn là vật nguyên vật liệu.
Năng lực gia công là hữu hạn, còn thức ăn là vô hạn. Cho nên số lượng thức ăn nhất thiết phải được khống chế. 12. Vận động thích hợp có thể giúp cho khí huyết lưu thông, nhưng đồng thời cũng tiêu hao đi khí huyết. Sự tuần hoàn của cơ thể tại vi mô chủ yếu dựa vào trạng thái lỏng và tĩnh mà đạt được. Đây cũng là điều không thể thiếu cho một cơ thể khỏe mạnh. 13. Chất cặn bã trong cơ thể càng nhiều sẽ cần càng nhiều khí huyết để thanh lọc chúng. Nhưng khi chất cặn bã nhiều lên và làm tắc huyết mạch sẽ làm giảm thiểu khí huyết. Cái đó sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính, cũng chính là cơ lý khiến con người già yếu đi. Vì vậy, nếu con người muốn khỏe mạnh không già yếu thì phải: một, giảm thiểu chất cặn bã trong cơ thể; hai, tăng cường sự thông suốt của các đường kinh mạch; ba, tăng cường khí huyết trong cơ thể. 14. Tin tưởng vào thuốc, tin tưởng vào số liệu kiểm tra không bằng tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Tin tưởng rằng chính mình có đầy đủ năng lực để điều tiết. Nhưng trước hết, bạn cần phải là người hiểu đạo, trí huệ khai mở mới có thể phân biệt được hết thảy những điều này. 15. Sự khỏe mạnh khởi đầu từ việc điều hòa tâm tính. Vì sức khỏe của bạn, bạn hãy tu Phật. Tu Phật đạt được sự vui vẻ đó là sự hưởng thụ tối thượng của đời người. 16. Đối với người có bệnh cũ mà nói, chỉ khi có khí huyết đầy đủ, một là thông qua phương pháp bổ sung khí huyết như đã giới thiệu ở đây, hai là thông qua việc đi tản bộ để đánh thông khí cơ, bệnh tình mới có thể hiện hiện ra. Vì thế người luyện công sau khi công phu đã đạt đến một trình độ nhất định đều xuất hiện một vài hiện tượng bệnh. Đến lúc đó phải vững vàng kiên định, tâm thần phải tỉnh lại và luyện nhiều tịnh công hơn để gia tăng khí huyết của bản thân để mau chóng vượt qua giai đoạn này. 17. Có người làm trái với quy luật dưỡng sinh mặc dù không nhất định sẽ bị bệnh ngay lập tức, nhưng một khi đã hình thành thói quen liền gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Điều này giống với luật lệ giao thông. Bạn vi phạm luật lệ giao thông không nhất định sẽ xảy ra sự cố, nhưng tình trạng nguy hiểm là có thể thấy rất rõ ràng. 18. Tại sao con người nhất thiết phải duy trì trạng thái đối kháng nhất định thì mới có lợi cho dưỡng sinh? Kỳ thực đây chính là sự vận dụng tuyệt diệu của chữ hư, đạo gia giảng, hư thì linh. Chính cả đó cùng với sự khiêm tốn khiến cho con người tiến bộ, giống như tự mãn khiến con người lạc hậu. Vì thế con người nhất thiết phải thường xuyên duy trì trạng thái hư linh mới có thể luôn luôn duy trì sự thanh tịnh, duy trì sự khỏe mạnh. 19. Con người muốn khỏe mạnh thì nhất thiết phải làm cho bên trong cơ thể có đầy đủ khí để khí hóa những thức ăn đi vào. Chỉ có như thế thì bên trong thân thể bạn mới không tích tụ chất cặn bã, sẽ không có thức ăn thừa bị phóng thích và phân tán hư hỏa gây tổn hại các cơ quan nội tạng trong cơ thể bạn. Cái hư hỏa còn làm tổn hại khí của bạn. Vì thế, từ trên ý nghĩa đó có thể thấy, con người hiện đại bị bệnh đại đa số là do ăn uống không điều độ mà thành. 20. Nằm lâu hại khí, ngồi lâu hại thịt, nhàn hạ ắt khí ứ đọng. Lại dưỡng tịnh quá độ sẽ khiến công năng tiêu hóa của tỳ vị bị hạ thấp, chức năng của tạng phủ ì trệ, khí huyết lưu chuyển ứ tắc không thông thuận, lực đề kháng giảm, khả năng miễn dịch bị tổn hại, lượng đường, mỡ, axit uric, huyết áp tăng cao. Dần dần lâu ngày con người sẽ sinh bệnh, hơn nữa đa phần đều là thân thể yếu nhiều bệnh, ví dụ như cảm mạo thường xuyên, không muốn ăn, thân trí mệt mỏi, sốt ruột, căng thẳng, vân vân. 21. Tục ngữ có câu: linh cơ nhất động, kế thừa tâm lai.
Nhạy bén hệ đồng nảy ra sáng kiến. Chỉ cơ nếu như có thể thực sự hiểu được thấu, thế thì ngộ tính của bạn được tính là đã khai mở rồi. Thầy giáo dạy người bác sĩ trị bệnh kỳ thực chính là đang chỉ ra cái cơ này của bạn, khiến cái cơ này của bạn khai mở. Cái cơ này có lúc cũng được gọi là then chốt. Đương nhiên cái cơ này khởi tác dụng là có điều kiện, cũng giống như khinh khí, chỉ khi đạt đến nồng độ nhất định thì gặp lửa mới có thể bùng cháy. Hãy nhớ kỹ, tác dụng của người khác đều là nhân tố bên ngoài, bản thân bạn mới thực sự là nguyên nhân bên trong. 22. Kỳ thực rất nhiều sự phát hiện và phát minh chân chính điều cần thiết để sáng tạo ra chúng không phải là cái gọi là hệ thống kiến thức trên sách vở, mà hoàn toàn ngược lại. Một người chưa từng thông qua bất kể sự giáo dục nào một cách hệ thống nhưng ngộ tính rất cao, là người có tư duy cởi mở, họ thường sự ngộ ra được chân tướng. 23. Con người tối kỳ nhất là loạn chữ, loạn tâm. Khi đối ngoại có thể làm hỏng việc, đối nội có thể ảnh hưởng đến khí huyết, làm mất đi sự hoạt động thông thường. Phàm là khi vui buồn, tức giận, hoài nghi, lo lắng đều là loạn, là căn nguyên của bệnh tật, là đoạn thọ. Không chỉ khi dưỡng bệnh mới không nên loạn, mà khi bình thường cũng rất kỳ tâm loạn. 24. Giận nhiều hại gan, dâm nhiều hại thần, ăn nhiều hại ruột, ưu tư hại lá lách, phẫn nộ hại gan, sầu muộn hại tinh thần. 25. Khi đổ bệnh đều do tâm suy yếu, ngoài ta thừa cơ xâm nhập, mà khi tâm yếu khí nhược, mỗi khi do tâm tình hỗn loạn, thân thể không sung mãn, xuất hiện đủ loại bất an, tham ăn, tham thẳng, tham đạt, tham vui, an giật, đều đủ để dẫn đến bị bệnh. Khi tham mà không được thì dễ dẫn đến giận dữ. Hai giận dữ khiến tâm khí hỗn loạn, gan mật rối loạn, sáu mạch chấn động, ngũ tạng sôi trào, ngoài ta cùng lúc đó mà thừa cơ xâm nhập, đó là nguyên nhân của bệnh tật. 26. Người thường mong cầu trường thọ, trước tiên phải trừ bệnh. Mong cầu trừ bệnh phải biết dùng khí. Muốn biết dùng khí, trước hết phải dưỡng sinh. Phương pháp dưỡng sinh trước hết phải điều tâm, điều hòa tâm thái. 27. Con người do khí trong ngũ hành mà sinh, nhục thân lấy khí làm chủ. Khí bị hao tổn, ắt sinh bệnh. Khí ứ đọng, không thông, cũng sinh bệnh. Muốn trị bệnh này, ắt phải trị khí trước tiên. 28. Khí để thông huyết, huyết để bổ khí. Tuy hai, mà như một vậy. Phàm là người nhìn nhiều, sử dụng mắt nhiều, ắt tổn thương huyết. Nằm nhiều tổn thương khí, ngồi nhiều tổn thương thịt, đứng nhiều tổn thương xương, đi nhiều tổn thương gân. Thất tình lục dục quá độ ắt tổn thương nguyên khí, hại tới tâm thần. Như ngọn lửa cháy mạnh mẽ, bị hao tổn dương khí. 29. Trị bệnh về ngũ tạng, đầu tiên cần bổ khí. Thần là cấp bách nhất, bổ khí nghiêm cẩm đồng tâm. Đồng tâm ắt nóng gan, các mạch bị chấn động, chân thủy bị hao tổn, tâm bị động sẽ dẫn khởi phong. Phong động ắt hỏa vượng, hỏa vượng ắt thủy can ắt địa tổn. 30. Tâm định thần nhất. Người được chữa bệnh cần tĩnh tâm kiên định chuyên nhất, lượng tâm tư hợp, có thể trị khỏi bất bệnh, không cần dùng thần dược. 31. Bệnh của con người có thể chia thành hai loại. Một là kinh lạc cơ bản thông suốt nhưng khí không đủ, biểu hiện là thường xuyên đau chỗ này chỗ kia, đó là vì khí của anh ta không đủ để khí hóa thức ăn, từ đó sản sinh ra tư hòa, cũng gọi là hư hòa, thuần theo kinh lạc di chuyển hỗn loạn trong thân thể,
chỗ nào thông thì chạy qua chỗ đó, gặp phải chỗ bị tắc nghẽn, chỗ đó ắt sẽ bị đau. Những người như vậy uống một chút thuốc liền lập tức thấy công hiệu. Hai là kinh lạc không thông, khí không có chỗ nào để lưu lại trong thân thể. Biểu hiện bề ngoài không có chút dấu hiệu nào của bệnh tật, nhưng một khi đã phát bệnh thì rất nặng. Hơn nữa, loài người này